Chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng, quý vị cũng có thể trở thành thành viên của app mua sắm hoàn tiền 80% My Aladdin. Thế nhưng 80% của vài triệu thì số lời cũng chẳng thấm vào đâu. Thế nên có người sẵn sàng đầu tư hàng chục triệu rồi hàng trăm triệu đồng vào app này. Để kích thích lòng tham của nhiều người, những thành viên của app My Aladdin thậm chí còn chơi lớn khi mạnh dạn khẳng định là có thể tích điểm hoàn tiền 80% với cả một món đồ có giá trị lớn như là ô tô. Vâng, chúng ta chứng kiến lễ giao xe và tặng hoa. Chỉ có 20% số tiền bỏ ra được sử dụng một chiếc xe mà không phải lo gì cả. Đó rồi, rất cảm ơn. Thời tới càng không kịp, có ngay xe bạc tỷ chỉ sau 3 tháng đồng hành cùng My Aladdin. Chúng ta hãy dành một tràng với tay thật lớn để chào đón chủ nhân của Lắc A, bạn Hơn Hà Na. Hơn chỉ sinh năm 1997 thôi. Bao nhiêu con số các anh chị thấy rằng là một cô gái sinh năm 1997 làm được thì các bạn làm tốt hơn ạ. Những sứ giả của thần đèn bắt đầu ra sức chụp ảnh, livestream để khoe thành quả mình có được do app My Aladdin mang lại. Từ 3 chiếc xe được thuê, phút chốc được phù phép trở thành xe được mua bởi chính sách hoàn tiền của app. Một vở kịch được dựng lên không chút sơ hở và cứ thế 3 chiếc xe ấy được mang đi khắp nơi để diễn tiếp vở kịch cũ. Dành một trang báo ra thật lớn và ăn mừng cấp độ 3 để chào đón sự quay trở lại của thầy Lê Hoa. Tự phong mình là thầy và được các thành viên app My Aladdin tôn sùng như là người nắm trong tay đèn thần, bởi thầy khoe những đặc quyền chỉ mình thầy có. Một bình hoàn được bán xe VinFast trên toàn quốc, hoàn là người duy nhất, đại lý duy nhất được bán trên toàn quốc và giúp khách hàng được tích lũy điểm thưởng lên đến 80%. Dùng ô che trời, nhưng chạy đâu cho khỏi nắng. Người giúp thầy phân phối đặc quyền là đây, chỉ đơn thuần là cò trung gian, giúp lập những hồ sơ mua xe nhằm qua mặt những tín đồ của app My Aladdin. Thầy bảo là nó sai, bên thầy hoàn không ký trực tiếp bên VinFast được. Bây giờ hỏi bên thầy hoàn Apotang, Marin, tí với VinFast không biết hai cái này là gì luôn. Thầy hoàn lấy đâu ra để hoàn cho ai nếu mà thầy hoàn không có phần trăm chiết khấu. Đúng không? Cũng theo người này, mỗi chiếc ô tô bán được sẽ có khoảng 30 triệu đồng phần trăm chiết khấu. Và chỉ tính riêng tháng 7 vừa qua, thương vụ mua ô tô đã gần 100 chiếc. Thì những người này đã nghiễm nhiên nhét túi khoảng 3 tỷ đồng. Món hời quá lớn từ thương vụ kêu gọi mua xe hoàn tiền 80% khiến những con kền kền không ngừng tìm thức ăn. Lẽ ra chúng ta mang một xe 1 tỷ ra để mua xe và lấy xe về là xong đúng không? Thế nhưng bây giờ chúng ta phân cái tiền này ra, 300 triệu để mua xe trả góp này là ok, và đến lấy xe trả góp ok đúng không ạ? Đúng không? Ngân hàng sẽ làm cho ta 700 triệu để đổ vào đây đúng không ạ? Thế chúng ta còn dư ra 700 triệu đúng. Câu trả lời đương nhiên là không. Chẳng có số dư nào ở đây mà người dùng được hưởng lợi. Diễn giải thì dài dòng, nhưng ý của họ là thế này. Nếu bạn có 1 tỷ đồng để mua xe ô tô, thì hãy chỉ trả 300 triệu, rồi vay ngân hàng 700 triệu đồng còn lại. Số tiền 700 triệu đồng thực tế mà bạn có thì hãy đầu tư vào Gem. Vì theo phép màu của thần đèn, số tiền bạn lãi từ Gem không chỉ thừa sức trả hết nợ vay ngân hàng, mà mỗi tháng còn kiếm được tiền lãi lên đến 9 con số. Trong phút chốc, đèn thần biến bạn thành con nợ. Núi tiền thực trong tay cũng biến ngay thành tiền ảo. Thế nhưng nhiều người vẫn sập bẫy. Thì là mình đã tham gia